Chào các bạn nhé, mình đã làm video sửa máy sấy tóc, những thiết bị thiết thực trong cuộc sống. Cái máy sấy tóc này của một cái chị bán hoa quả, với cái lỗi chị bảo là con chị nói là cháu ấy đang bật thì nó lổ đụp một phát, nó bốc khói và nó khét, nó mùi khét, thế là phải rút điện, không dám dùng nữa nhá. Mình thì mình vừa mới tháo nó ra rồi. Cái video này mình quay mục đích, cái video này chắc là chỉ dành cho các bạn bác không chuyên và có thể tham khảo thôi. Thế là nhà mà đang dùng mà hỏng ấy các bạn ạ, thì ở quê mình thì mọi người đem đến thì mình mới sửa. Mình tháo ra rồi, mình lắp lại nhá, để mình hướng dẫn mọi người cách tháo ra như nào. Thì con này nó dùng hai ốc này thôi, nhiều loại dùng ốc hoa thị thì chúng ta phải tìm cách tháo ra được. Và có một số bạn xem video của mình sửa máy sấy tóc này, là cái con diốt nó hỏng ấy, là các bạn không biết thay con nào, thì video này mình sẽ chọn những con đấy. Cái máy sấy tóc này công suất rất là lớn ấy, nó ghi 2000 nhưng mà không rõ là được 2000 không. Chúng ta tháo hai con ốc ra, chúng ta cửa bựa lên này, thì chúng ta sẽ dùng cái tu vít ấy. Bút điện thì nhà các bác nhà có rồi, cái bút điện cái đầu nó sẽ trù, chúng ta sẽ mài nhọn nó đi, mài bằng nó đi kiểu như lưỡi dao. Thì chúng ta như con này mình sẽ làm như thế này, mình sẽ lựa vào cho nó có một cái khớp đây và khớp bên kia. Đây là những video quay cho những các bác nào không chuyên tự tháo ra được, nên mình làm kỹ một chút những cái vấn đề này. Đấy, chúng ta sẽ cạy ở đây ra này, nó có một khớp lưỡi ở đây nhá, và bên này có nữa. Thực ra cái máy sấy tóc này mình đã sửa đầu năm, mình sửa một lần với lỗ đứt cổ dây thôi. Lần này thì nó không phải đứt cổ dây nữa, tức là cứ lay qua sấy, cứ lay qua lại nó đứt cổ này. Đây là mình, chúng ta sẽ thấy ngày xưa mình nối này nha. Và mình sẽ zoom gần lên cho mọi người là xem con diốt này nhá. Có nhiều bạn ấy xem kênh ấy mà xem cái video mình sửa máy sấy tóc, phân tích máy sấy tóc, thế là con diốt này nó hỏng này. À, nguyên nhân lổ của nó là do con diốt này nhá. Và tác dụng của nó là gì? Nó nổ và nó bốc khói, nó mùi khét lẹt ra để nó lổ đứt nứt ra này. Thì mình có thể nói cho mọi người về con diốt này có tác dụng ấy là nó sẽ ở chế độ chạy chậm. Đây là tắt này, đây là bật ở chế độ chạy chậm này, vừa chạy chậm vừa sinh nhiệt yếu nhá. Rồi đây là chế độ bật là công suất mắc nhất. Tất nhiên công suất mắc lại còn phụ thuộc vào một công tắc ở dưới ấy, là dây may so đi vào một ít hay đi vào nhiều ít nhá. Tóm lại nhiều hay ít dây may so nữa mọi người ạ. Một công tắc là tắt bật tốc độ này, và một công tắc là về nhiệt mọi người ạ. Thì con diode này thì mình không rõ là con diode này nó có phải để chỉnh lưu cả cắt một nửa chu kỳ cho cả dây may so không thì không rõ, nhưng nhiều trường hợp ấy mà nó làm như thế thì là cái con diode này nó sẽ sinh nhiệt và nó sẽ nằm bên trong này. Nhà sản xuất đặt nó vào bên trong này để khi mà gió nó thổi này thì cái hơi nóng nó thổi ra, con này sinh nhiệt ấy, nó được làm mát đi, và cái gió nóng đấy thì kết hợp với gió nóng của dây mây so để đưa ra để sấy tóc cho chúng ta nhé. Còn tóm lại là nhiệt dù đang là vô ích nhưng đã có ích. Và cái nữa ấy, là đặt xong đấy thì nó làm mát được, gió nó hút từ bên dưới lên mà thì nó làm mát được, thì nó sẽ làm mát và nó sẽ không chết. Nhưng nhiều trường hợp thì nó sẽ đặt ở đây mọi người ạ. Và cái nguyên nhân là con này là trong quá trình chạy là dòng nó qua cao quá, hoặc nó sốc điện, hoặc nó thế nào đấy nó đã lổ nhá. Con diode này sẽ cắt nửa một chu kỳ của lưới điện, tức là khi mà chúng ta đặt như này này là dây AC vào sẽ được đi qua nó, làm cho cái động cơ chổi quét này này nó sẽ chạy rất là chậm nhá, bởi vì chỉ một nửa chu kỳ là đi qua nó thôi. Còn đâu nếu mà chúng ta bật lên số 3 thì là con diode này không còn tác dụng gì nữa, là cả chu kỳ lưới điện sẽ đi qua motor, thì motor sẽ chạy nhanh thì gió sẽ thổi mạnh. Đồng thời có một số ấy thì là khi ở mức giữa này thì là cả cái bộ dây may so cũng chỉ được đi qua nó, và nó ngăn một nửa chu kỳ, do đó nó sinh nhiệt, nó sẽ dòng qua nó sẽ là lớn. Nhưng còn diode này mình đang nghi ngờ đến thì nó mới to này nhá, chứ để mà mỗi cái này không thì nó bé lắm. Nên bây giờ là để thay nó thì chúng ta sẽ chờ mình một chút, mình nói tiếp nhá. Chúng ta sẽ nhìn này, đúng là con diode này là nó ngăn cả dòng điện chảy qua dây mây so nên nó phải to như này đấy các bạn ạ. Nên nó để ở đây là sẽ nóng và sẽ lổ nó đúng. Nếu mà nó để phía trong này nó nằm mát được ấy, thì có khả năng nó sẽ ok hơn đấy các bạn ạ. Chúng ta sẽ nhìn nhá, đây là hai dây AC từ phích điện đấy này. Ồ, nó chảy cả cái này luôn này, nó nóng quá mà. Thì đây là một dây AC nhá, chúng ta sẽ lấy cái dây AC này nó đi tới chính giữa đây, công tắc này, công tắc tổng nhá. Thì khi ở chế độ mình tắt ở mức 0 ấy thì cái vị trí này không hề dính từ đây sang đây gì cả nhá. Nhưng khi mình bật lên giữa này, mình khẳng định nhá, bởi vì mình nhìn mạch mình biết nhá, mình bật ở giữa này nhá, thì chúng ta sẽ nhìn này, thì cái dây AC này nó dính chập sang cái chỗ này,
để đo thử luôn để biết là mình đang nói đúng nhá. Đồng hồ kêu là nó thông nhá. Đó, mình tắt này. Đó, các bạn thấy chưa? Mình bật này. Đó, nó đã thông nhá mọi người nhá. Thì cái dây AC này nó đã dính sang đây rồi, nhưng nó chưa dính sang đây đâu. Bây giờ là con này đang vỡ ra thì chắc chắn là không dính sang đây được này. Đó, chúng ta đây thấy chưa? Thì như vậy chúng ta thấy cái dây AC này được đi sang đây và đi qua con diode này tới đây rồi đi cho motor quạt gió rồi cho hệ thống sinh nhiệt nhá. Nhưng mà chúng ta sẽ đấy là chúng ta cứ tưởng tượng là con dù con ở đây nhưng mà hai dây AC của chúng ta đã được đi qua con diode thì con diode nó chỉ cho dòng điện đi một chiều thôi, một chiều nó ngăn. Do đó một nửa chu kỳ. Lỗ chu kỳ ở đây mà là dương thì nó sẽ đi từ đây đi sang đây và đi qua này đi qua tải để đi về dây xanh này đi về con ạ. Còn nếu mà nửa chu kỳ mà ở đây nó là dương ấy thì nó sẽ đi này, nó đi qua tải, nó đi đến đây nhưng nó không đi từ cathode sang anode của con này để đi qua công tắc để đi về, do đó nó ngăn một nửa chu kỳ. Nó ngăn một nửa chu kỳ dẫn tới là động cơ này sẽ quay chậm này nha. Dây men so sinh nhiệt sẽ yếu này mọi người nhá. Còn nếu mà chúng ta bật lên mức này nha, mà lên mức này này thì chúng ta sẽ thấy bật lên mức này thì là nó sẽ cái điểm này này nó không, nó sẽ thông sang đây và nó không cả đây nữa các bạn ạ. Đấy, mình nhớ cái công tắc này. Thì như vậy chúng ta sẽ bật từ đây sang đây ấy, là nó đã đấu chập như này rồi. Con diode này đã bị chập. Đi chập thì là cả lửa chu kỳ mà ở đây nó là dây dương, nó cũng sẽ đi từ điểm này nó đi sang đây được rồi. Con diode coi như loại bỏ. Ừ nhá. Và trong cái máy sấy tóc ấy thì là cái chế độ này gió mạnh, gió nóng, nóng khỏe, nóng yếu này, rồi tốc độ chạy nhanh chạy chậm này là người sử dụng dùng rất nhiều. Và con này nó có cái nút nữa là khi ấn cái này cái là chỉ có gió nó chạy rất là khỏe như này, nhưng ấn cái này cái là cái phần sinh nhiệt bị ngắt, chỉ có quạt gió thổi thôi nhá. Nó có thêm một nút này nữa này. Đó, như vậy là chúng ta sẽ biết là con này là nó chịu dòng cả cụm nên nó sẽ sinh nhiệt và nó sẽ lỗ là đúng nếu mà nằm ở đây này. Nhưng con đó bây giờ chúng ta sẽ phải kiểm tra xem thông số dòng chịu đựng của nó là như thế nào. Chúng ta sẽ thay con cao hơn và ở đây chỉ là hoạt động với cái tần số 50Hz thôi chứ chả phải như là đến tận nguồn xung. Do đó mà đây này các bạn này, mình vừa mới nhìn thấy con diode rất to này. Mình khẳng định mình nắp con diode này vào đây nhá là nó sẽ chết đấy. Đây là diode xung nhưng mà dây áp chịu đựng của nó chỉ 60V thôi. Nhưng ở đây chúng ta sẽ thấy nắp vào đây là với lưới điện chúng ta cắm vào 220 thì cái xung đỉnh đặt ngược cho nó cao nhất nó đạt đến 300V. Do đó con diode này nó phải chịu điện áp đến 800V hoặc 1000V cơ thì nó mới chịu được nhé mọi người nhé. Nên chúng ta đừng nghĩ là nó to này chúng ta lắp không được đâu. Chúng ta phải tìm một con diode dòng chịu đựng và điện áp chịu đựng phải hợp lý với con này. Và nó điện áp chịu đựng cao hơn hoặc bằng, dòng chịu đựng cao hơn hoặc bằng là ok nhá. Đây bây giờ mình sẽ đọc, mình sẽ tháo nó ra, mình xem nó thông số của nó như nào để có thể thay thế con hợp lý nhá. Và cái mẹo nữa là khi các bạn mà không có những cái con to thì có thể đấu song song nhiều con nhỏ. Con diode bị vỡ zin bản của nó, mình đọc được nó là 1N5408. Dòng mắc của nó chỉ 3A thôi. Và điện áp chịu đựng của nó là tận 1000V DC. Các bạn ạ, 1000V DC tức là điện áp đặt ngược trên nó. Điện áp đặt ngược như này này. Đặt ngược trên nó, bây giờ là đây là 1000V. Thì nó sẽ bị đánh thủng, mọi người nhá. Nhưng đa số con này là chết quá do quá dòng thôi. Các bạn ạ. Ba thì là nó sẽ, chúng ta sẽ hiểu ấy là tí nữa mình sẽ bật thử ấy là khi mà nó chạy ở lửa chu kỳ chúng ta sẽ thấy là xem nó ăn dòng như nào nhé. Chắc chắn là không đạt đến 3 đâu. Còn khi cả chu kỳ thì nó sẽ cao hơn, thì là cái công suất của cái bộ sinh nhiệt sẽ là cao hơn, thì lúc đấy nó có thể lên đến con này nó ghi là 2000 nhưng mình đoán là chắc khoảng 1400 nhé mọi người nhé. Thì nếu mà chúng ta không có con y như này, chúng ta sẽ kiếm 4 con hoặc 3 con 1N407, con này thì 1A và 1000V. Thì chúng ta thay thì là đấu song song nhau 4 con. À 3 con song song nhau thì tương đương với con này rồi. Các bạn nha, nào được. Như mình bảo rồi, nắp 4 con thì càng tốt, tương đương với 4A 1000V nhé. Đấy là các bạn không có nhá. Còn mình thì mình lúc nào cũng có sẵn, mình tìm phát ra được một đống này luôn. Trên cái nguồn của cái PC này nhá. Nó có là cứ 2 con 1N4108. Đấy, 2 con đấu song song nhau. Chúng ta thấy là cứ song song nhau này thành là 6A 1000V. Như vậy là nó dùng 8 con 1N4 5408 để tạo thành 4 con diode với chiều dòng chịu đựng mắc là 6 con một con, à 6A một con và đi áp chịu đựng 1000V đấy. Do đó là con này thì mình lắp một con thì cứ zin bản, nhưng mình sẽ chơi cho cả hai con đấy cho nó không sinh nhiệt các bạn nhé. Đang nhiều. Đó, chúng ta sẽ video này để cho chúng ta tham khảo, đôi khi các bạn không có nhé. Các bạn sẽ đấu song song như thế
Và kể cả bây giờ con này có không có con này thì bật ở chế độ chạy mạnh thì nó vẫn chạy được. Nhưng chẳng qua ai là khi người ta đang sấy tóc ở cái mức gió thấp ấy thì là dẫn tới là nó bị lổ và nó bốc khói, thế là người ta sợ, người ta rút điện, người ta không dám dùng nữa các bạn nhé. Còn nhưng mà tất nhiên ấy, ở chế độ này người ta sẽ dùng nhiều, ở chế độ chậm này, chạy chậm này, chứ không phải là không dùng, nên nó mới có thiết kế như thế nha mọi người nhé. Còn bây giờ mình thay và test cho chúng ta tham khảo. Mình cố tình lắp ngược như này cho chúng ta tham khảo nhá. Vừa nãy thì cái con này nó sẽ nằm chiều như này, là anode bên này, cathode bên này, nhưng mình đang cố tình lắp ngược cho chúng ta để chúng ta sẽ hiểu ấy, là nó chỉnh lưu theo kiểu lối tiếp như thế thì lắp chiều nào cũng được. Nhưng mà nếu mà lắp con này, con này từ A sang K, con này lại từ A sang K đây thì lại vô ích nhá mọi người nhá. Và mình cảm giác như con này của mình là con xịn, cái con này là con đẻo ấy, nó chỉ bé bằng lửa con này thôi. Thế còn mình lắp này này các bạn ạ. Và cái tem cái này nó mờ lắm. Tóm lại là đồ Trung Quốc thì không biết được nào lần, nhưng con này của mình chắc chắn là chất. Mà hai con như này thì bao giờ nó mới hỏng lại các bạn nhé. Và nhiều trường hợp nữa mà có bạn ấy xem bạn bảo là bạn thay diode thế này thế kia vẫn bị chết lại, chết liên tục chết lại, thì có thể diode của bạn này diode đều này. Hai nữa là cái dây may so của các bạn bên trong nó đang bị chập. Nhớ cái dây may so ấy, là nó không có lớp cách điện EMA đâu, mà nó cứ quấn quấn này, nhiều thời gian qua đôi khi nó sẽ chập, nó chập chập như này. Thì đôi khi nó sẽ thành công suất cao hơn thì là nó sẽ xảy ra trường hợp là dòng ăn cao, công suất lớn là đôi khi sẽ bị chập nhá. Nhưng con này mình nhìn qua rồi sẽ rất là đẹp. Với lại còn điếu đẻ quá các bạn ạ. Là kênh các bạn này. Kênh dây này. Dây mình đang nhét vào cho vị trí này. Mình muốn tách cái vị trí nó bị chảy ra mà. Cái vị trí nó bị chảy vào cái dây kia kìa, mình tách nó đi chỗ khác. Sửa cái đồ này cho chị bán hoa quả. Thường mình lấy chỉ tầm 20k các bạn ạ. À, quỷ là thế đấy các bạn ạ. À. Như cái này chả biết là mua bao tiền, mình cũng chả biết giá cả như nào. Nhưng với 20k thì họ lại trở lại trạng thái bình thường và chạy được. Quê là thế mà mọi người nhá. Rồi test thử công suất đây nhá. Tắt đi đã nhá, tắt cả đèn nóng đi nhá. Tìm trực tiếp này. Đây là chỉ gió mát thôi nhá. Một nửa chu kỳ đấy. Cả chu kỳ này. Đó. Đây là công suất gió. Ui rồi, thổi khỏe như là cái máy của mình ngoài kia nhá. Và bây giờ mình sẽ cho nhiệt lên này. Một nhiệt này, ô nhiệt hỏng à, nhiệt chả tác dụng gì các bạn ạ, hay là cháy, hay chính là nó mà, ô, để mình xem nhá, hay là do chính là cái nhiệt này bị cháy, bị chập nó cháy dẫn tới bị như thế nhỉ, à, ui rồi lắp dây kênh, cái này đang ấn, ồ, đấy, chờ mình lắp lại nhá, cái này đang như đang bị ép ấy các bạn ạ, do đó mà nó xảy ra trường hợp là không nóng được các bạn nhá. Nắp lại rồi nó không kênh dây nữa và nó kín hơn. Nó kênh như này, như cái này như đang bị ấn ấy, nên nó không nóng được đấy các bạn ạ. Và chúng ta sẽ nhìn nhá. Đang là không suất không có nhá. Mình bật đang ở cái nhiệt mình đang để ở mức giữa nhá. À, chúng ta bật này. Chúng ta thấy là ăn 1, phẩy mấy A này. Bật mạnh lên nữa nhá. Đó. Là 700 3, phẩy mấy A, 700 bao nhiêu watt này các bạn nhá. Và mạnh nhất này. Đó. Hơn 1000W nhá, 6A nhá. Như thế này là cả chu kỳ đi qua motor, cả chu kỳ đi qua dây men so sinh nhiệt nên công suất nó sẽ mạnh nhất. Nó ghi 2000 đây nhưng thực tế là khoảng 1400 thôi mà. Mình sửa cái kiểu loại này mình thấy thế. Đây. 1300 nhá, 6A này. Còn một nửa chu kỳ nhá. Đấy, một nửa chu kỳ này. Một nửa chu kỳ chúng ta đã thấy này, nó kiểu như là cái nó ra rất là nhẹ thôi. Trong đấy công suất nó rất ảo này các bạn này. Ô, công suất ảo kinh. Một lửa chu kỳ đấy, nhưng mạnh lên này được này. Đó. Còn nó một lửa của dây may do sinh nhiệt nhá. Đó, một nửa dây may do sinh nhiệt. Cảm giác như trong này nó có hai dây may so nó quấn cùng nhau hay nó thế nào đấy, mình không chưa tháo cái này ra mình chưa rõ. Tóm lại là con iốt đấy là nó sẽ chỉnh được cả chu kỳ nhá. Và cắt một nửa chu kỳ và cho cả chu kỳ đi qua. Thế này là chỉ có gió thổi thôi. Đây là bật là cả gió cả ấy nhá. Và bấm cái này này. Đấy, thì là chỉ có gió thôi.
138W nhá. 138W của cái động cơ thổi gió thôi. Mình đang ấn cái này mà. Nhả ra này. Đó. Thôi, video kết thúc. Một cái ban bệnh đơn giản thôi mà, nhưng mà mình muốn nói cho bạn nào muốn hiểu về và cách thay thế tương đương như thế nào nhá. Chào tất cả các bạn.